Hai mọi người, lại là tôi đây. Chiều hôm nay chúng ta sẽ ăn món xôi giò mọi người, uống phải sữa đá mọi người. Ăn xôi mọi người. Đây mọi người, đây là món xôi giò mọi người. Còn đây là món cà phê sữa đá mọi người. Mời mọi người dùng này, xôi giò mọi người. Nhà họ làng cũng có bán xôi mọi người, từ nhỏ tới giờ mọi người, coi như nghề này cũng như lâu rồi mọi người. Để vô giò, bóp ra mọi người, chưa xôi giò mọi người. Nắm nha mọi người, kêu dắt xôi mọi người. Rồi đó tập mấy nhau nước mọi người. Dắt xôi. Giờ là gì mọi người? Này chủ yếu là nếp với đậu xanh mọi người. Cái khác nè. Ăn xôi thì nó dai mà. Không rồi. Trời, cũng có nhiều loại lắm nè. Sôi nổi á mọi người. Chào tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người có một bữa chiều thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.